believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Chào các bạn, hôm nay nhà Ngọc làm món cà tím kho tiêu để ăn cơm. Món này ăn rất là ngon và lạ miệng các bạn. Và bây giờ Ngọc xin mời bạn cùng vào bếp với Ngọc để làm món cà tím kho tiêu này nha các bạn. Và nguyên liệu để làm món cà tím kho tiêu thì chúng ta có một trái cà tím đây khoảng 300g nha các bạn. Ở đây Ngọc dùng một tép hành ha, một củ tỏi và một hai thìa ớt. Ngoài ra gia vị để làm cái phần cà tím này gồm có một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh nước tương, một muỗng canh tương ớt và 3 muỗng canh nước dừa tươi. Nếu các bạn không có dừa tươi thì chúng ta sẽ dùng nước lọc ha. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị sơ chế cái phần cà này để chúng ta kho tiêu nha các bạn. Đây một muỗng cà phê muối để chúng ta ngâm phần cà tím này. Và các bạn sẽ cắt cái phần cà tím này cho nó dài dài ra để chúng ta kho, khi chúng ta kho tiêu nó sẽ ngon nha các bạn. Và khi các bạn cắt xong thì các bạn sẽ cho phần cà tím này vào trong một cái thau nước muối mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Và bây giờ chúng ta sẽ vớt cái phần cà tím này ra để chúng ta bắt đầu chiên nha các bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta phải vũ thật là sạch nước để phần cà tím này nó không có nước thì khi chúng các bạn chiên nó sẽ không bị dăng dầu nha. Khi dầu đã nóng các bạn sẽ bắt đầu cho cà vào chiên. Chúng ta sẽ cho cà vào. Chúng ta chiên. Khi cà đã chín thì các bạn sẽ vớt phần cà này ra nha. Và các bạn chiên cho thật là vàng, các bạn sẽ vớt ra nha. Còn đã nóng các bạn sẽ cho một ít tỏi vào, một ít hành lá vào. Các bạn phi cho vàng. Các bạn, khi hành tỏi đã vàng các bạn sẽ cho đây một muỗng nước tương, hai muỗng canh nước. Chúng ta sẽ cho vào để chúng ta lấy màu. Và các bạn sẽ đun sôi cái hỗn hợp này. Đồng thời các bạn sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu. Và chúng ta sẽ tiếp tục mở lửa riu riu và chúng ta riu cái phần nước sốt này nha các bạn. Và sau khi cái phần nước sốt chúng đã sôi, chúng ta sẽ cho phần cà vào. Chúng ta tiếp tục riu nha các bạn. Và cà của chúng ta bắt đầu sôi này các bạn, thì các bạn sẽ trở nha, cho nó thấm đều cái phần gia vị này nha các bạn. Cà của chúng ta đã thấm gia vị rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho hành vào và tắt bếp nha các bạn. Các bạn nhìn đây từng miếng cà của chúng ta đây. Bạn chỉ cần một chén cơm nóng và một ít cà này là chúng ta đã có một bữa cơm rất là ngon. Và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình thêm một món ăn chay mặn đều dùng được nha các bạn, thêm ngon miệng cho bữa cơm nha. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt các bạn nha.